Xin kính chào các bậc phụ huynh cùng các em học sinh. Các em học sinh thân mến, hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chữa các bài tập trong bộ túi toán lớp 4. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau chữa các bài tập trong chuyên đề 4, bài toán về trung bình cộng, dạng 10, trung bình cộng của một dãy số cách đều. Và đây, trước khi làm các bài toán liên quan đến trung bình cộng của một dãy số cách đều thì chúng ta có hai công thức cần phải nhớ. Thứ nhất, trung bình cộng của một dãy số sẽ được tính bằng tổng các số hạng chia cho số số hạng. Công thức thứ hai, đó là công thức tính trung bình cộng của một dãy số cách đều. Vậy trong một dãy số cách đều thì trung bình cộng của dãy số đó sẽ được tính bằng số đầu dãy số cộng với số cuối dãy số và chia cho 2. Chúng ta cùng nhau đi vào bài 1. Tính trung bình cộng của các số sau 8, 10, 12, 14 và 16. Vậy đây chúng ta thấy chúng ta có dãy số 8, 10, 12, 14 và 16 và số liền sau cách số liền trước 2 đơn vị. Tức là ở đây chúng ta có 10 lớn hơn 8 2 đơn vị, 12 lớn hơn 10 2 đơn vị, 14 lớn hơn 12 2 đơn vị và 16 lớn hơn 14 2 đơn vị. Tức là ở đây chúng ta có 10 sẽ cách 8 2 đơn vị, 12 cách 10 2 đơn vị, 12 cách 14 2 đơn vị và 14 cách 16 2 đơn vị. Vậy đây chính là dãy số cách đều. Và trung bình cộng của một dãy số cách đều thì ở đây chúng ta có công thức chính là bằng số đầu dãy cộng số cuối dãy và chia cho 2. Vậy đây chúng ta có dãy số 8, 10, 12, 14, 16 là dãy số cách đều. Cách đều với khoảng cách là 2 đơn vị. Ở đây khoảng cách là 2 đơn vị. Vậy trung bình cộng của dãy số này sẽ được tính bằng. Ở đây chúng ta sẽ áp dụng công thức tính trung bình cộng cho dãy số cách đều. Ở đây trung bình cộng cho một dãy số cách đều chính là số đầu dãy cộng số cuối dãy và chia 2. Số đầu dãy ở đây chính là 8, cộng số cuối dãy ở đây chính là 16 và chúng ta chia cho 2. Ở đây sẽ bằng 12. Vậy trung bình cộng của dãy số mà chúng ta đang cần tìm này chính là 12. Chúng ta tiếp tục với bài 2. Cho một dãy số cách đều, biết trung bình cộng của dãy số đó bằng số chẵn lớn nhất có 2 chữ số. Số đầu của dãy số là 28, tìm số cuối của dãy số đó. Vậy đây chúng ta có đề bài cho chúng ta dãy số cách đều và cho biết trung bình cộng của dãy số đó là số chẵn lớn nhất có 2 chữ số. Vậy số chẵn lớn nhất có 2 chữ số chính là 98. Vậy đây chính là trung bình cộng dãy số. Đây chính là trung bình cộng dãy số cách đều mà đề bài đã cho. Và trung bình cộng dãy số cách đều thì chúng ta có công thức ban đầu. Trung bình cộng của một dãy số cách đều sẽ bằng số đầu dãy cộng số cuối dãy và chia 2. Tức là trung bình cộng dãy số cách đều. Trung bình cộng dãy số cách đều sẽ được tính bằng số đầu dãy cộng số cuối dãy và chia 2. Công thức tính trung bình cộng cho dãy số cách đều. Vậy đây chúng ta có trung bình cộng của dãy số cách đều chúng ta vừa tìm được là 98. Vậy ở đây đề bài cho biết số đầu dãy là 28 và yêu cầu chúng ta tìm số cuối của dãy số đó. Vậy đây chúng ta có trung bình cộng của dãy số thì chúng ta sẽ tìm được tổng của số đầu dãy và số cuối dãy. Và chúng ta có tổng số đầu và số cuối dãy. Chúng ta có số đầu là 28, vậy chúng ta sẽ tìm được số cuối dãy. Số cuối dãy sẽ được tính bằng tổng số đầu và số cuối trừ đi số đầu. Vậy đây trước tiên chúng ta sẽ tìm trung bình cộng của dãy số. Sau đó tìm tổng số đầu và số cuối. Và sau đó chúng ta sẽ tìm số cuối. Vậy đây cô có số chẵn lớn nhất có 2 chữ số là 98. Do vậy trung bình cộng của dãy số đó là 98. Vậy chúng ta đã có trung bình cộng của dãy số là 98. Vậy chúng ta sẽ tìm được tổng số đầu dãy và số cuối dãy. Tổng số đầu và số cuối của dãy số là tổng số đầu và số cuối của dãy số. Chúng ta sẽ lấy trung bình cộng nhân với 2, tức là 98 nhân 2. Và đây sẽ bằng 196. Vậy chúng ta có tổng số đầu và số cuối. Đề bài cho số đầu thì chúng ta sẽ tìm được số cuối. Số cuối của dãy số là để tìm số cuối chúng ta sẽ lấy tổng số đầu và số cuối trừ đi số đầu, tức là 196 trừ đi 28. Và đây bằng 168. Vậy số cuối của dãy số là 168. Các em học sinh thân mến, như vậy cô đã hướng dẫn các em chữa xong dạng 10, trung bình cộng của một dãy số cách đều. Ở trong video lần sau, cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em chữa bài tập tự luyện của dạng 10. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở trong video lần sau.